Vâng, xin chào tất cả các bác. Em làm bicycle 1986 hôm nay tiếp tục lên hình. Giới thiệu một chiếc xe Nhật bãi hiệu Gian Dốc 6000, hàng cao cấp. Chiếc xe này rất là đẹp và rất là êm ái khi sử dụng các bác nhé. Xe trang bị là cặp bánh 26 inch, bộ chuyển động là Antut, ba đĩa 8 nít hoạt động rất là chính xác. Chiếc xe này là sơn zin 100% và còn rất đẹp và đều xe. Lâu lâu em về chiếc xe gian và hai làm sóc đẹp như này. Con này là khung nhôm càng nhôm đồng bộ các bác nhé, xe full đồ luôn. Trước tiên giới thiệu phần đầu xe cho các bác. Đây, phần đầu xe của nó này, nguyên bản theo xe, tay vặn ép gian chuông. Đây là dòng gian đời chung trên độ bền rất là cao các bác nhé. Đây, bô tăng gian này, cái chỗ này là hình biểu tượng logo chữ gian này nhé, nó bị ngược chiều ánh sáng. Ghi đồng bô tăng nguyên bản theo xe, tay phanh nhôm, phản quang trước, logo gian rất lộ vào khung. Con này về sơn rất là mới luôn. Anh nhìn cái vai bò của nó rất vuông, vai bò bằng nhôm, giảm xóc là SRST Mỹ của Mỹ và rất là êm, phanh V cao cấp. Con này trang bị cặp bánh là 26 inch, lốp thể thao địa hình, làn inox, trục tháo lắp nhanh đồng bộ trước sau. Cặp lốp là Cross Conti, theo xe hoạt động rất là tốt. Con này về sơn rất là mới các bác nhé, mới hàng nó rất là vẩy vẩy cá, rất chắc chắn luôn. Cả cái bô tăng nó khá là điệu các nhìn. Bô tăng của nó, ốc nó lệch bên cạnh này nhé, chứ không phải là ốc nó cân hai bên đâu. Đây, lắp bô tăng của gian luôn. Con này sơn rất là mới, sơn rất mới luôn. Rốc 6000, giảm xóc rất là êm, sơn xanh, đẹp tuyệt vời. Tất cả khóa zin theo xe, yên zin theo xe luôn. Yên rất to và êm góc nhé, yên dàn chi hãng. Chiếc xe này là sản xuất ở Đài Loan, hay gọi là Made in Taiwan, xuất thị trường Nhật. Và cái xe gian này thì không có xe gian nào sản xuất tại Nhật các bác nhé. Đời đầu và đời chung sẽ sản xuất ở Đài Loan, những bản cao cấp. Còn đời về sau một số sản xuất ở Trung Quốc. Cái xe này sản xuất ở Đài Loan và thuộc hàng rất là cao cấp. Chứ các bác đừng nhầm lẫn là xe gian sản xuất ở Nhật nhé. Có nghĩa là ở Đài Loan thì phụ tùng của Nhật nó nhập về, chứ không phải sản xuất ở Nhật, mà nhập phụ tùng của Nhật về lắp ráp tại Đài Loan. Nhiều bác hay nhầm lẫn là như vậy. Con này chuẩn bị bộ líp là líp S xì gian của Mỹ, sáng soi gương các bác nhé. Cái nhựa nó rất là trong rồi, của đề Antut theo xe rất là đẹp. Chiếc xe mà hàng thương hiệu thì nước sơn nó rất là thích luôn, nước sơn của nó rất là chắc, lì và độ sang rất là cao. Con này về đủ chân trống luôn, cái xe rất là cao cấp. Và con này giống đứng khoảng 42 cm, nhưng mà thực tế thì em mét 7 đi vẫn tương đối cao các nhé. Em nghĩ con này phải mét 6 trở lên mới được ấy, vì nó có cái giảm xóc ở giữa, là dụm, là không giảm xóc ở giữa thì có thể là thấp hơn, mười giảm xóc ở giữa buộc nó phải cao lên để nó nhún xuống các bác nhé. Em mét 7 em chạy rất là phê luôn, được, xe rất là chất lượng các bác nhé. Đây, nhôm Alux, dòng nhôm rất cao cấp của Gian. Chiếc xe này phải nói là rất là ngon luôn. À, quay các bác kỹ các khớp lối này, khớp lối của nó này đẹp tuyệt vời, của đế Aceza, size 16,5 và 42 cm, tuyệt vời nhé. Còn là bộ chuyển động hoạt động rất là chính xác các bác nhé, và đi rất là êm, rất là lịnh mông. Bác nào muốn sở hữu chiếc xe cao cấp đồ đồng cuối đá thì vui lòng liên hệ Lam 0985 125 505. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.